Chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh của mình thì bạn hãy cho mình một đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn cái thông tin về cái đồng Meta UFO. Hiện nay thì cái đồng này dự án nó đã cho chúng ta swap. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ swap được 1% nào đó thôi. Và cái phần trăm là bao nhiêu phần trăm so với cái tổng số dư ở trên ví của mình thì mình hiện tại mình cũng chưa nắm được. Nhưng mà ở đây ấy, thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái phần mà swap cái đồng Meta UFO này để cho anh em nào mà có cái đồng Meta UFO này thì nắm được nhé. Thì thông tin nó cụ thể như sau. Thì ngày hôm trước thì mình khi mà mình đã biết lắm được cái thông tin là cái đồng Meta UFO này thì đã bán được nhé. Bán được thì mình đã thử. Mình đã thử lần đầu tiên mình thử thì mình chỉ bán được có 340 cái đồng này thôi. Tức là mình chọn cái chế độ là mình bán 43 đô. Mình bán từ 100 đô. 100 đô thì mình không bán được. Sau đó thì mình giảm xuống còn có 44 đô cũng không bán được. Và mình giảm xuống 43 được đô thì bán được nhé các bạn. Và 43,5 cũng không bán được. 43,5 đô cũng không bán được. Mà rất khoát là phải 43 đô mới bán được. Và cho đến ngày mình nghĩ là nó chắc nó chỉ mở khóa đến như vậy thôi. Nhưng mà ngay tối hôm qua nhé. Tối hôm qua đây này. Các bạn nhìn ao nhé. Đây là cái bằng chứng mà mình chứng minh cho các bạn là mình đã bán được cái đồng Meta UFO này. Đến tối hôm qua thì mình lại vào mình gõ thử 1 đô xem là nó có bán được không. 1 đô thì lại bán được nhé. Và mình lại tiếp tục mình swap tăng lên là 20 đô. 20 đô thì không bán, 20 đô không bán được. Về sau là mình 14 đô cũng không bán được. Và mình chọn là 13 đô thì bán được nhé các bạn. 13,5 cũng không bán được. Đó, và tiếp tục thì mình lại bán được thêm 254 cái đồng Meta UFO này. Thì cái hiểu mình cũng không biết là cái cơ chế này nó như thế nào. Nhưng mình nghĩ là nó mở theo ngày nhé các bạn. Nó mở phần trăm theo ngày. Và ngày nào nó cũng mở khóa dần dần cho mọi người để mọi người bán đấy. Đó, theo mình nghĩ là như vậy. Thì như vậy thì mới có cái kiểu mà mở ngày hôm trước là mở 43 bán được 43 đô, hôm sau bán được 13 đô mà mình không hoàn toàn là mình không mở khóa nhé. Và các bạn đừng mở khóa, sử dụng cái chức năng mở khóa để tránh mất tiền oan. Và ở đây thì nó mở khóa lần lượt mỗi một ngày thì nó mở bao nhiêu phần trăm ấy, mình nghĩ là như vậy nhé. Đấy là tối hôm qua. Và quay trở lại cái ví và quay trở lại cái mục đáp nhé. Quay về cái sàn PancakeSwap này mình sẽ mở ra và mình đã, hôm qua mình bán rồi và hôm nay mình lại tiếp tục mình vào mình swap. Sáng nay mình lại thử nhé, mình lại bán được tầm 4 đô nhé. Đó. Đây mình sẽ chuyển sang USDT nhé. Và mình sẽ bán thử cho các bạn xem. Ở đây thì hiện tại thì 10 đồng là các bạn không bán được. Đó, 10 đồng là các bạn không bán được nhé. Nhưng mà các bạn thay đổi sang 4 đô là các bạn bán được. Đó, 4 đô là các bạn bán được. Như thế này, về cái chế độ như thế này là các bạn bán được nhé. Khi mà các bạn chấp thuận là các bạn sẽ bán được nhé. Bây giờ mình sẽ thử tăng lên. Sáng nay mình đã kiểm tra thì mình thấy là mới bán được có 4 đô thôi. Như vậy là từ hôm qua đến hôm nay nó đã mở khóa đến 4 đô rồi. Đó, mà 4 đô nhé, 5 đô cũng không bán được nhé. Mình sẽ chọn 4,5 đô. 4,5 đô cũng không được. Đó, và mình sẽ chọn 4 đô. Mình sẽ bán cho các bạn xem. Ở đây 4 đô thì tức là quy ra cái đồng Meta UFO là 96 đồng Meta UFO. Và hiện tại cái giá này mọi người đang cho xả đấy. Cho xả theo phần trăm ấy. Cho nên là mọi người xả rất là nhiều ấy. Cho nên là cái giá này nó đang bị giảm rất là sâu. Rồi bây giờ mình sẽ swap cái 4 đô này cho các bạn xem. Đây. Đó, chấp thuận nhé. Khi mà các bạn chấp thuận thì bạn sẽ mất phí là 0,2 đô đồng BNB. Rồi, như vậy là đã bán thành công nhé. Như là đã bán thành công. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở ra cái trang BSC Scan để mình cho các bạn xem là mình đã bán thêm 4 đô nữa nhé. Đây. Chưa cập nhật cái thông tin ở đây, mình sẽ kiểm tra cái ví này. Ở đây nó báo lỗi nhé, báo lỗi là chưa bán được nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ bán lại nhé. Mình sẽ bán lại.
ở đây thì mình sẽ bán chọn 4 đô. Như vậy là vừa rồi mình bị mất phí đồng BNB. Rồi các bạn bấm chấp thuận này. À, như vậy là bán được rồi nha các bạn. À, như này báo như này, nãy nó có cái dấu X ở đây là chưa bán được, chắc có thể là do cái lúc ấy nó giá nó nhảy nên là chưa khớp lệnh nhé. Bây giờ là khớp lệnh rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào cái trang BSC scan, mình sẽ loát lại cho các bạn xem là mình đã bán được nhé. Rồi, như vậy này vẫn chưa khớp lệnh. Đây 6 giờ 23 hôm nay này đã khớp lệnh rồi nhé, đã trừ đồng BLB rồi nhé. À, cái lệnh lần trước thì là không khớp lệnh nhưng mà cái lệnh về vừa rồi là khớp lệnh rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái đồng USDT nhé. Của mình là mới đầu là mình có 24-23 đồng nhé, bây giờ lên 27 đồng, là như vậy là mình đã được tăng cộng thêm 4 đồng nhé các bạn. Và cái MetaWebO này của mình cũng đã bị trừ đi rồi. Ở đây thì về cái phần lịch sử ở BSC scan thì nó chưa cập nhật. Như vậy là ở trên cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn về cái thông tin như vậy để cho các bạn nắm được, thì các bạn có thể là tùy các bạn bán xả cái đồng Meta UFO này ở trên cái ví của mình. Thì cái dự án này nó theo cái cơ chế mở khóa, đó là mở khóa theo ngày và mỗi ngày nó sẽ mở khóa một vài phần trăm nào đó. Thì cái này thì các bạn, nếu như các bạn nào nắm được thì các bạn có thể chia sẻ cho mọi người cũng như là cùng mình cùng nắm được nhé. Và chắc chắn là cái này nó xả theo mở khóa theo ngày rồi, mỗi ngày nó sẽ mở khóa bao nhiêu phần trăm thôi đó. Thì cái dự án này thì lúc đầu mình cũng nghĩ là nó là scam, nhưng mà theo cái cơ chế hoạt động như thế này thì khá là ngon. Nếu như các bạn có thể bán được cái đồng này thì cũng có thể là yên tâm. Nhưng mà đối với những cái bạn mà bán muộn hoặc bán sau một chút thì cái giá nó có thể nó sẽ thấp, thì chúng ta cũng chấp nhận được vì nó hoàn toàn là miễn phí. Và nếu như cái dự án này mà nó mở khóa 100% để cho mọi người bán ồ ạt giống như cái kèo MTK đấy, Meta King ấy, cái kèo đấy thì nó mở khóa 100%, người ta xả hết, lúc mình bán không còn một cái gì cả. Đó, cái cơ chế mở khóa của cái dự án này cũng khá là hay và mình thấy cái kèo này khá là ổn và ok. Đó, anh em nào có cái đồng này thì chúng ta cũng có thể là áp dụng theo cái cách mà chúng ta bán lần lượt từ theo thứ tự từ 1 đô đến lên cao. Nếu như đến cái đô nào mà chúng ta bán được thì chúng ta bán nhé các bạn, bán càng sớm càng tốt, bởi vì sau này cái giá nó có thể sẽ giảm đi thì chúng ta lúc đấy không được nhiều. Còn các bạn nào mà được 1 đô thì các bạn không nên bán nhé. Mình khuyên các bạn không nên bán để tránh để đỡ bị tốn cái đồng BNB nhé các bạn. Rồi ok, thì cái video này thì mình xin chia sẻ những cái thông tin như vậy. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau nhé.